này. Nếu hỏi anh sợ điều gì nhất thì anh sẽ trả lời thế nào ạ? Tới độ này rồi thì sợ nhất là sự cô đơn. Quý vị có sợ điều đó không ạ? Thông qua câu chuyện của khách mời ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu hơn nhân vật mà chúng tôi mời đến ở khoảng cách cuộc đời năm thứ ba. Ngay bây giờ chúng ta vui mừng chào đón anh Trần Nhật Trường. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hàng thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị, một câu chào thân quen trong một khung giờ quen thuộc 22:45. Chúng tôi vẫn ở đây, vẫn nhẫn nại mang lại những câu chuyện ý nghĩa gửi đến quý vị. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Ngay bây giờ sẽ là một khoảnh khắc rất ý nghĩa. Chúng ta cùng chào đón anh Trần Nhật Trường ạ, giám đốc công ty cổ phần dịch vụ Bạn Uống Tôi Lái. Xin chào anh ạ. Chào anh ạ. Anh Trường này, khi mà nghe cái mệnh đề mà công ty của anh là Bạn Uống Tôi Lái á, mọi người cũng đã biết nhiều rồi, nhưng mà từ đâu mà anh có ý định là thành lập công ty này ạ? Trường thì xuất thân từ vùng quê nghèo, học kỹ thuật ra trường thì cũng lao vào làm việc, sau đó thì cũng mở ra kinh doanh riêng. Thời gian kinh doanh thì nó cũng từ kinh nghiệm cuộc sống, từ cái kinh nghiệm học được, cũng không phát triển gì lắm. Trước đây anh là kỹ sư cầu đường đúng không ạ? Dạ, trường thì kỹ sư cầu đường, kỹ dân kỹ thuật. Với nghề nghiệp của mình thì mình cũng phát triển trong cái khuôn khổ của mình thôi, nhưng mà để mà tạo ra bước đột phá thì chưa thấy. Một thời gian sau thì trường mới chọn nghiên cứu một cái trường nào đó để mình học về quản trị. Trường may mắn đi học được một cái trường mà đào tạo về cách làm chủ doanh nghiệp, cũng may mắn ở nơi đó các thầy cũng rất là nhiều kinh nghiệm, những chủ tịch tập đoàn, những tổng đốc công ty lớn tới chia sẻ. Trường bắt đầu là mở ra tư duy khác, thay đổi. Và sau khi tốt nghiệp xong cũng cơ duyên đến, trong quá trình làm việc thì có một cái câu chuyện là người Anh, người Thái cũng mới chia sẻ câu chuyện là ở bên Thái Lan á, nó có một cái dịch vụ là đưa người say về nhà. Nếu mà cái này mà đáp dụng Việt Nam là rất ok, thì em thấy nó cũng có cơ hội. Và bắt đầu là em nghiên cứu, tìm tài liệu đọc. Nó là tiếng Thái, rồi dịch ra tiếng Anh, rồi dịch ra tiếng Việt. Sau đó tìm ở các nước ở châu Âu cũng có cái dịch vụ. Nó không phải là đưa người say về nhà, mà nó cũng là coi bạn đi đám cưới, đi dự tiệc tùng với bạn bè. Nếu bạn có uống rượu bia thì có một cái dịch vụ đưa đến rồi đưa bạn về. Thì cũng dịch ra rồi cách logic, cách trình bày, cách làm. Trường mới viết ra cái cách thực hiện và nghiên cứu thêm thị trường ở Việt Nam. Khi mà nghe xong cái dự án này ở Việt Nam thì thấy là đó là tiềm năng quá anh ạ. Như anh nói ở Việt Nam ngoài việc uống nhiều thì chúng ta thấy được là cái việc mà tai nạn giao thông xảy ra với một cái mật độ và do những người mà uống để gây ra cũng rất là cao, và cái nhu cầu đó là có thật, nên là cái mô hình như anh nói là khả thi đúng không anh? Dạ, thì sự thật đó là sau khi thấy thì nó cũng hợp. Tại thứ nhất á, là mình cũng là dân kỹ thuật, cũng đi tiếp khách, cũng uống rượu bia, có nhiều ngày đi taxi hoặc là đôi lúc này cũng liều chạy xe máy hoặc là chạy xe, nhưng mà cũng là vài lần mới tỉnh ra thấy rằng là như vậy rất nguy hiểm cho chính bản thân mình. Nhiều khi là mình là trụ cột kinh tế gia đình, nó có chuyện gì thì rất là nguy hiểm. Trường cũng nghiên cứu thêm về thống kê tỷ lệ tai nạn giao thông do uống rượu bia ở Việt Nam là khá cao, nó chiếm từ 15 đôi lúc 30%. Sau đó em mới lên cái bên an toàn giao thông quốc gia, em mới thấy rằng là cái thống kê mà tai nạn giao thông á, hàng năm Việt Nam mỗi ngày chết bao nhiêu người, nó quá kinh khủng. Thì em mới thực sự bắt tay vô, hồi đó là tháng 8 năm 2016. Vậy là mình phải viết cho nó một cái phần mềm mới dạ, đúng không? Em không phải dân trong nghề, thì em mới chia sẻ câu chuyện này với bạn học thời phổ thông của em. Bạn đấy là dân IT, bạn mới nói thôi cái này thì tôi giúp được. Bạn mới bắt đầu là dựng lên mô hình app, rồi viết logic, rồi vận hành. Nhưng mà thực tế cũng không phải là dễ như vậy. Chính xác. Nghĩ thì đơn giản nhưng bắt tay vào là không phải đơn giản. Và khi vô vận hành được nó sẽ xảy ra việc. Bắt đầu là giữa những cái câu chuyện phát sinh về công nghệ rất là nhiều điều, nhưng mà em thấy cơ hội có, em quyết tâm. Mặc dù là em vẫn làm nghề của em, công việc truyền thống theo đúng ngành nghề mình được học, được đào tạo, nhưng vẫn bỏ thời gian ra để nghiên cứu và phát triển cái này. Và em quyết tâm làm lại. Vậy là có một lần thất bại. Dạ, em một lần thất bại rồi em đập đi, em làm lại một lần nữa. Bắt đầu tới cuối 2019 đầu 20 thì chính phủ mình có ra nghị định 100 nói về tăng mức phạt nặng đối với những tình trạng mà uống rượu bia, lái xe rồi có nồng độ cồn, tăng lên khung rất là cao. Sau đó anh thì đó, cơ hội nó đến, cả cái team rất là mừng. Cơ hội đến có nghĩa là thay đổi được ý thức đó, cũng mong muốn rằng là góp một phần nào đó để giảm cái tình trạng tai nạn giao thông sau khi uống rượu bia, lái xe. Nhưng mình bị dịch Covid, tốc độ đi xuống và nó hầu như ngưng trệ. Tới năm 2021 quá kinh khủng, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh mình. Lúc đấy phong trào thành phố mình có ủng hộ tài xế cho trung tâm 115, thì em cung cấp danh sách tài xế, các bạn tới hỗ trợ cái lái xe 115 cấp cứu. Lúc đấy thiếu lượng tài kinh khủng, tại vì các bác tài chạy một thời gian cũng bị nhiễm Covid, với là chạy liên tục 24/4, rồi bảo trì xe bên em cũng tham gia. Sau đấy thì anh biết kinh doanh nó bằng không, nó trở về số không luôn, coi như là lần thứ ba thất bại của cái dịch vụ của Bạn Uống Tôi Lái. Em thấy nó quá kinh khủng. Trong cái lúc cô đơn đấy em mới nói là thôi cái mùa này mình hỗ trợ, bây giờ mình sẽ đi nhanh
qua cái giai đoạn mà không ai muốn mà nó xảy ra một cách ảnh hưởng chung rất nhiều nghề, chứ không phải là nghề của anh nữa. Nhưng mà tín hiệu của 2022 đã mở ra những cái tín hiệu rất là lạc quan cho tất cả các lĩnh vực. Khi mở cửa trở lại thì nó cũng cuối năm rồi, nó là đầu năm 2022 bắt đầu có doanh thu trở lại, cũng may mắn là tất cả các hệ thống bắt đầu hoạt động trở lại và tốc độ tăng trưởng nó đang tăng từ 25% trở lên hàng tháng, con số khá ấn tượng. Cái động lực bắt đầu nó trở lại mạnh mẽ hơn, không chỉ là đưa các bạn mà uống mà có nhiều dịch vụ đưa đón khác an toàn hơn đúng không anh? Một trong những dịch vụ không phải là đưa người say về nhà mà còn được đưa con đi học, đưa những bà mẹ đi đám cưới, đi chùa. Đặc biệt với doanh nghiệp thì tài xế thứ bảy chủ nhật có thể họ bận họ nghỉ, nhưng mà đối bạn của tôi lái thì bù vô cái khoảng trống đấy. Có nghĩa là anh tận dụng được cái nguồn tài xế đó. Ví dụ như các anh tài xế mà lái cho nhà nước thì thứ bảy nhật lại được nghỉ, mà anh đấy muốn tận dụng cái thời gian đó để phục vụ cho một cái nhu cầu ấy thì anh lại có thể kết hợp lại kiếm thêm được đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thực ra là khi em làm cái này em đã nghỉ khoảng thời gian chết của nhiều người, trong đó khoảng thời gian chết của tài xế thông thường thì chiều thứ sáu họ nghỉ rồi, mà cái thời gian chết này bù lại là thời gian tiêu tiền. Em lại lấp khoảng trống đấy bằng cách làm cho các bạn có tiền, có thêm tiền, tăng thu nhập cho gia đình, giảm các cái tệ nạn khác, tăng sức khỏe. Sau đó cái ý nghĩa của bạn hút thuốc lá nó có thêm một chút nữa là các anh tài xế mà lớn tuổi chạy xe đường dài nhiều năm không còn đủ sức khỏe thì bây giờ ở nhà chăm sóc gia đình buổi sáng, sau đấy rảnh rồi tắm rửa rồi bật áp lên nhận chuyến đi từ tối về. Vậy là anh còn giúp cho nhiều người có thêm việc làm nữa. Nhưng mà ngoài cái việc mà anh chia sẻ là về cái app mà viết về kỹ thuật đó, thì một trong những yếu tố gặp nhiều cái câu chuyện dở khóc dở cười chính là con người. Bởi vì cái câu chuyện mà các bạn nhậu thì thường á, nhiều lúc họ không còn tỉnh, và nhiều câu chuyện dở khóc dở cười, thí dụ như họ đặt rồi họ quên hay là họ xỉn quá. Tại vì cái xe với người Việt Nam là một cái gia tài rất là lớn, đôi khi trao cho một ai lái thì họ vẫn còn rất là nghi ngờ. Cái điều đó nó cũng là cản trở, nó không phải là kỹ thuật mà là do con người nữa. Cái cản trở đó là cản trở giai đoạn đầu rất là lớn, cái giai đoạn mà 2017-2018 mình cũng nghiêm về xử lý uống rượu bia và lái xe, cho nên cái đó nó khó để hình thành một ý thức cho dịch vụ vào để phục vụ thì nó khó. Tại vì tài sản mà xe lúc nào cũng vài trăm triệu rồi vài tỷ thì tài sản lớn người lạ cực kỳ khó. Nhưng cái đó là động lực. Em được may mắn là truyền hình Việt Nam cũng nhiều lần đến chia sẻ câu chuyện bảo tôi lái, chính vì những cái truyền thông chính của mình giúp em nhiều. Em truyền thông rồi em chạy marketing lại khách hàng, mỗi lần như vậy thì họ cũng kiểm tra là cái doanh nghiệp này có ok không, thì cũng nói như anh đôi lúc khách ngủ quên anh ạ, để điện thoại xong rồi quên luôn. Thì bên em cũng phải đợi cho khách dậy rồi đưa về nhà. Câu chuyện nữa là đến nơi rồi máy hết pin, mà khách hết pin thì cũng đi tìm hỏi, thì lúc đấy là nhờ tổng đài hỗ trợ thì mới hướng dẫn. Tại sau lần bọn em kinh nghiệm là phải hướng dẫn, rồi tới nơi khách nói thôi bây giờ anh có bạn đi về được, thì bọn em cũng vui vẻ. Mấy cái đó thì cuối cùng mình cũng phải có một cái chi phí, gọi là chi phí nó không được diễn ra đó. Nếu mà nó diễn ra thì cái cuộc đó mới được tính tiền, mà mình vẫn vận hành nó, mình vẫn phải tới nơi đó. Vậy cái khấu hao này là mình phải tự, bên em phải bù lại chi phí đó cho tài xế, có nghĩa là chấp nhận cái chi phí marketing đấy, để rằng là những cái khoản rủi ro đấy là chấp nhận. Thì lúc nào cũng động viên anh ạ, ví dụ như các bác tài tới mình lỡ như có chuyện đó xảy ra thì công ty lập tức chuyển một khoản tiền bù lại cái chi phí của bạn đấy. Nhưng mà em thật lòng thấy cái công việc của anh đang làm là có ích. Và em nghĩ nhiều người khác cũng nghĩ tại sao không biết cái này. Thứ hai, thực sự mà nói bây giờ công ty của anh Nhật Trường đã là một chỗ bảo chứng rồi, giống như là một cái niềm tin đó. Như mình chia sẻ, một cái tai nạn diễn ra rồi, cái hệ lụy của nó khủng khiếp cho bản thân mình, cho đối phương và cuối cùng là hệ lụy cho xã hội. Thật sự là đôi khi những cái cuộc vui mình cũng không từ chối được, thì mình sẽ có cách vẫn vui, vẫn được về an toàn mà rất là yên tâm nữa, thì tại sao mình không sử dụng? Bấy nhiêu đó là đã đủ mà đến với công ty của anh Nhật Trường, đặc biệt là bạn uống tôi lái. Nhưng mà về cơ bản mình đang nói một câu chuyện khác à. Ở Việt Nam vẫn phải cần điều tiết lại cái việc mà uống rượu bia, trừ cái câu chuyện uống rượu bia có người đưa về nhà ra, thì kể cả chính sách của mình cũng là tác hại của rượu bia. Em nghĩ về tốc độ tuyên truyền để là hình thành ý thức thì nó phải có thời gian, phải kiên trì. Tất cả mọi người phải đo lường được là sức khỏe của mình nó nằm ở mức độ nào và uống ở mức độ nào, hoặc là giao lưu ở kiểu gì. Để đảm bảo rằng là kể cả sức khỏe rồi kể cả giao tiếp vẫn đạt những cái gì mình mong muốn. Nhưng mà nói chung uống chừng mực nó vẫn có những cái điều rất là lợi. Nhiều lúc mình vui rồi mình đãi những cái bữa tiệc, nhưng mà về nguyên tắc thì chính phủ đã ra nghị quyết rồi, đã uống rượu bia thì không nên lái xe. Vậy thì cho cuộc vui đó trọn vẹn, mình hãy tìm đến những dịch vụ như là bạn uống tôi lái để yên tâm hơn. Sau những cái thời gian hoạt động như vậy thì anh rút ra được cái điều gì? Em cũng mong muốn nhiều điều, cũng mong muốn rằng là sau khi khách uống rượu bia thì nên sử dụng các cái quyền trợ giúp. Mong muốn thứ hai là khi mà có dịch vụ thì cũng mong muốn là hỗ trợ từ các truyền thông để em được phục vụ nhiều khách hơn. Các tỉnh cũng muốn là có dịch vụ bạn uống tôi lái đến để phục vụ, nhưng mà thú thật thì khó lắm. Cái mong muốn lớn nhất là không phải là đưa người Tây về nhà bằng chiếc xe ô tô đâu, em mong muốn là đưa người Tây về nhà kể cả xe máy nữa. Tại vì tỷ lệ người Việt Nam dùng xe máy nó khá là nhiều, và uống vài chai vài lon là có. Nếu không có thì thực sự dịch vụ ăn uống khó. Tại vì chúng ta đang kết nối nhiều cái dịch vụ khác nhau, cả việc kinh doanh ăn uống rồi du lịch rất nhiều thứ, nên là chúng ta cần có cái giải pháp để hỗ trợ nhau. Nhưng mà
mà có một cái như anh nói là cất tỉnh như vậy, tại vì thành lập thì được nhưng mà duy trì nó cực kỳ khó. Tại vì cái mức độ mà nó không đủ á thì mình phải nuôi cái hệ thống, và cái hệ thống đó mà nuôi thường trực thì không đơn giản. Bây giờ trở lại câu chuyện một chút với cá nhân đi. Ngay đầu tiên thì em có hỏi anh sợ gì nhất, em lại cứ tưởng anh là sẽ sợ những cái người mà uống bia rồi quên cái dịch vụ của anh, nhưng mà anh có nói một câu mà em cũng suy nghĩ nhiều, đó là em sợ cô đơn. Thực ra trong cuộc đời này cuối cùng nhất cũng là vì tất cả cái còn lại. Ví dụ như em nói sống vì gia đình, cái đầu tiên là gia đình nhỏ của mình, cái gia đình thứ hai là cái gia đình lớn hơn, là mình giúp cho tất cả những người trong gia đình của mình, gia đình lớn hơn. Cái đầu thứ ba là tất cả những cái đối tác, những đồng nghiệp, những người đồng hành của mình giúp được họ. Nhưng mà nếu mình không giúp được gì thì anh bắt đầu cô đơn, tại vì khi anh không có khả năng làm được gì đó, hoặc là bị ngăn cấm được điều gì đó mà anh không thể làm được trong khi năng lực anh có, thì lúc đó cái khoảng trống đó vô cùng lớn. Em nghĩ đó là sự cô đơn, tại vì một lần để sống phải làm sao một ngày có 24 giờ, thay vì là mình bỏ mạng những cái gì mình đã có thì mình sẽ cố gắng hơn, nỗ lực hơn, để trong cái điều kiện mà mình có sức khỏe tốt, mình có điều kiện đủ thị trường để thấy rằng là mình làm được thì mình chia sẻ. Thực ra chia sẻ nó có nhiều hạnh phúc. Em kể anh câu chuyện là hôm nọ một công ty Nhật muốn là tài xế bên em để phục vụ cái tập đoàn người Nhật, thì em đi đến cái tòa nhà Sài Gòn Center, em quay hay là muốn tìm ông bảo vệ để cho em lên gặp ông chủ tịch tập đoàn, thì tình cờ là em gặp bạn đấy. Bạn nói sếp ơi sếp đi đâu, em nói ủa chứ em là ai, nói dạ em tài xế của bạn tôi lái mà hiện giờ em làm cho đại sứ quán Singapore, nhưng mà buổi tối thì tôi bảy Nhật là em lái xe, em đã tham gia công ty mình mấy năm rồi, nhưng mà em biết sếp nhiều khi sếp không biết em, thôi thì để em dẫn sếp lên trên để gặp người ta. Thì em nghĩ đó là một cái câu chuyện mà nhiều, em có rất là nhiều bạn bè, có rất là nhiều người, cho nên sau này em sợ nhất là sự cô đơn là bây giờ. Dạ, em rất là hiểu cái chia sẻ cô đơn ở đây có nghĩa là có sự đơn côi mà không kết nối được, mà nó không có giúp được á. Mình cảm thấy cái việc của mình chưa kết nối được với nhiều người, đôi lúc mình thấy mình sợ đó, sợ nhất là mình không có làm được cái điều đó. Và cái điều sợ đó nó lại là hữu ích, tại vì khi mình sợ thì mình không muốn nó xảy ra. Và anh cố gắng hàng ngày làm sao mà kết nối, tìm ra những cái nguồn lực, và cái công việc của anh bản chất là mang lại những điều tốt đẹp. Em nghĩ nên phải được phát huy và duy trì. Đây là một cái công việc mà em nghĩ thích hợp cho cái việc mà ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mà đối tác, những cái công việc làm của mỗi người chúng ta có những công việc riêng, vì sự an toàn của bản thân và vì tính mạng của mọi người, cũng vì những cái giá trị của xã hội bớt gánh nặng đi, thì chúng ta nên kết hợp để cái sự cô đơn này được kết nối. Cảm ơn anh rất là nhiều vì những cái hữu ích anh đã mang lại cho cộng đồng. Mặc dù là anh nói anh sợ cô đơn nhưng mà em tin chắc là anh ít cô đơn lắm, vì bản thân của anh là muốn kết nối và anh muốn mang lại giá trị. Chúc cho anh sức khỏe và cái dịch vụ của mình nhiều người biết đến, mang lại hữu ích cho cộng đồng. Thông qua chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời, Trường cũng mong muốn chia sẻ đến quý vị khán giả thêm đài sức khỏe, và khi có nhu cầu về dịch vụ lái xe, kể cả xe máy, thì nhớ tải app ứng dụng bạn ô tô lái, từ khóa là BOTL, nguyên tắc của chữ bạn ô tô lái. Quý vị nghe rất rõ à, nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ tìm đến bạn uống tôi lái. Còn là giờ phút này thì em cảm ơn anh vì đã đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Ở khoảnh khắc cuối này, Vinh rất muốn anh chia sẻ một chút, thì nếu có một cái điều gì muốn nói với những người tài xế đang cộng sự với anh sẽ nói điều gì ạ? Gửi lời cảm ơn tới các anh em tài xế đã đồng hành với công ty bạn tôi lái trong thời gian qua. Có nhiều lần là các bạn cũng thực hiện được công việc vì là rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà cho tới giờ này các bạn cũng ủng hộ, cũng vì công ty, rồi cũng xây dựng văn hóa công ty, cũng mong muốn rằng là đưa những khách của mình về nhà an toàn, đi đến nơi về đến chốn. Thật sự đó là Vinh muốn anh Trường nói ra điều này, và bản thân cũng muốn. Thật sự là Vinh cũng đã từng có những người tài xế giúp cho mình đi tới nơi về đến chốn rất là nhiều công việc hàng ngày, và chúng ta đôi khi quên rằng họ chính là cái người mang lại cái sự bình an cho chúng ta. Xin cảm ơn tất cả những anh tài xế ở tất cả các nơi trên nước Việt Nam, và chúng ta nhớ rằng an toàn là trên hết. Chính các anh đó đang gìn giữ tính mạng của rất là nhiều người và đôi lúc nào đó các anh sẽ cảm thấy tủi thân là không nhớ đến các anh, nhưng mà qua chương trình này xin cảm ơn các anh rất là nhiều. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã yêu thương Khoảnh Khắc Cuộc Đời vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Hàng thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.